Và quan trọng nhất là chú muốn một cái tủ bếp sử dụng là bền bỉ, hoạt động không bị hỏng hóc. Đấy, thì nếu mà nó đã cố định rồi thì quý vị anh chị yên tâm không lo về vấn đề hỏng hóc. Đấy. Nhưng mà khi chúng ta có thêm một cái tầng đợt bên trên nữa thì cái tủ bếp của chúng ta nó có tổng chiều cao lên tới là 1m05. Qua đó là cái không gian diện tích để đồ nó nhiều hơn này. Và quan trọng nữa là cái bộ tủ bếp của chúng ta nó nâng cái tầng đẳng cấp lên thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đấy, những cái tầng đợt này toàn bộ chúng tôi đang đi sử dụng là những cái tầng đợt lá dày hết. Chúng ta chỉ cần việc kéo ra. Đấy, là chúng ta sẽ để được những cái song nồi vào phía bên trên này. Thì chúng ta sẽ không phải cúi hoặc là chui vào phía bên trong để chúng ta lấy. Đấy, đều được sử dụng toàn bộ là những cái bản lề, những cái dây ngăn kéo giảm chấn. Đấy, tự kéo lại, rất là thông minh. Toàn bộ bản lề là sử dụng là bản lề hơi giảm chấn. Đấy, giúp cái cánh tủ của chúng ta được mở đóng một cách rất là êm ái, không gây tiếng động. Đó. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với công ty cổ phần thương mại Owin. Và tôi là Hậu, mà nay tôi đang có mặt trực tiếp tại công trình để review cho quý vị anh chị ở đây. Đó chính là một bộ tủ bếp sử dụng là nhôm Owin màu vân gỗ chắc, 2 tầng cửa. Bộ tủ bếp này được chú gia chủ có tên là chú Được tại địa chỉ tại thôn Yên Trung, xã Việt Hòa, huyện Khái Châu, tỉnh Hưng Yên. Đấy, thì căn nhà này cũng đã được chú hoàn thiện trong năm rồi. Trong cái thời gian dịp Tết vừa qua thì chú cũng đã theo dõi công ty qua các cái nền tảng mạng xã hội như YouTube. Thì chú cũng đã nắm bắt được tình hình về cái dàn tủ bếp này rồi. Đấy, thì chú cũng đã liên hệ với lại công ty về thiết kế lại cái tủ bếp này. Đấy, thì do là cái phần mặt bàn đá bê tông này đã được chú thi công từ giai đoạn trước rồi. Đấy, thì chúng tôi sẽ thiết kế theo hiện trạng thực tế theo cái bàn bê tông. Thì sau đây thì Hậu sẽ đi một lượt từ phía bên tay phải của chúng ta. Đấy. Về phần thiết kế thì ngay từ giai đoạn ban đầu thì hiện tại là cái phần mặt bàn đá này đã để cái phần kích thước của cái phần chậu rửa này rồi. Đấy, thì qua đó là chúng ta sẽ không kéo dài ra được phía bên ngoài này. Đấy, nếu mà như công ty thiết kế ban đầu thì chúng ta sẽ kéo cái phần tủ này ra phía bên ngoài này luôn. Đấy, nhưng mà phần bê tông cũng như phần mặt đá thì chúng ta cũng đã đổ rồi thì chúng ta sẽ không thay đổi được. Đấy, nếu mà trường hợp mà chúng ta sẽ kéo dài cái phần tủ này ra phía bên này thì cái không gian chúng ta để rửa đồ và chúng ta sẽ đặt lên trên mặt bàn này luôn. Thì qua đó là chúng ta sẽ có được nhiều cái không gian. Thì phía bên này thì do cái diện tích nó rất là bé rồi thì chúng ta cũng sẽ cố gắng thiết kế làm sao để có được một cái cánh tủ vào phía bên trên này. Thì qua đó là nó sẽ được một cách sử dụng một cách rất là cân đối và chúng ta sẽ có thêm được nhiều cái diện tích đầy đủ để chúng ta có thể để được nhiều đồ. Và phía bên này, cái phần giá bát này thì họ cũng đã nghe những cái chia sẻ của chú là gia đình thì nhiều lúc sẽ có rất là nhiều người ăn thì chúng ta sẽ phải yêu cầu những cái không gian để bát làm sao cho nó được nhiều. Đấy, thì cái phần giá bát cố định này thì nó sẽ giải quyết về cái vấn đề về không gian để bát cho chúng ta. Thì chúng ta sẽ có được 3 cái tầng đợt để bát. Đấy. Tầng đợt cố định thì chúng ta sẽ để được rất là nhiều bát. Còn ngược lại đối với lại hệ thống mà chúng ta sử dụng giá bát nâng hạ thì chúng ta sẽ chỉ được ngăn là 2 tầng thôi. Đó, và quan trọng nhất là chú muốn một cái tủ bếp sử dụng là bền bỉ, hoạt động không bị hỏng hóc. Đấy, thì nếu mà nó đã cố định rồi thì quý vị anh chị yên tâm không lo về vấn đề hỏng hóc. Đấy. Còn tất nhiên thì về khi mà chúng ta sử dụng những cái giá bát cố định hoặc là giá bát nâng hạ thì nó sẽ có cái ưu điểm riêng. Ví dụ như cái ưu điểm của thằng giá bát nâng hạ là nó có thể để được bát đũa, nhưng mà khi mà trường hợp chúng ta không phải với được ở trên cao thì cái giá bát nâng hạ thì nó sẽ giải quyết được những cái khâu đó. Thì chúng ta chỉ cần việc mở ra, chúng ta kéo cái giá bát nâng hạ xuống thì nó sẽ nằm ngang ở cái mặt của chúng ta thì chúng ta sẽ lấy được những cái giá bát tầng cao. Và ở phía bên trên này thì chúng ta cũng sẽ có được thiết kế được những cái ô tầng cửa bên trên. Đấy, thì hiện tại là cái ô tầng cửa bên trên nó có chiều cao rơi vào khoảng 35 phân. Đấy, thì những cái tầng cửa bên trên này nó có mục đích chính, đó chính là để được nhiều đồ. Và quan trọng nhất là nó sẽ nâng cao cái độ thẩm mỹ của cái tủ lên. Tại vì cái chiều cao của những cái tủ bếp thông thường thì nó có chiều cao phổ thông thì nó chiều cao một tầng của nó chỉ rơi vào khoảng 75 phân. Nhưng mà khi chúng ta có thêm một cái tầng đợt bên trên nữa thì cái tủ bếp của chúng ta nó có tổng chiều cao lên tới là 1m05. Qua đó là cái không gian diện tích để đồ nó nhiều hơn này. Và quan trọng nữa là cái bộ tủ bếp của chúng ta nó nâng cái tầng đẳng cấp lên thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đó. Và phía bên trên này thì chúng ta cũng vẫn sẽ có những cái phần tầng đợt thôi.
Đấy, những cái tầng đợt này toàn bộ chúng tôi đang đi sử dụng là những cái tầng đợt lá dày hết. Đấy. Đây, phía bên này cũng thế. Đấy, bên trên này thì nó cũng khá là cao thì chúng ta sẽ sử dụng những cái đồ đạc mà chúng ta ít sử dụng thôi. Đấy thì chúng ta sẽ để lên bên trên trên đó. Và ở những cái vị trí mà ở phía góc bát giác này thì gần như là sẽ là mặc định khi mà bên công ty sẽ đưa vào thi công. Tại vì những cái vị trí góc bát giác này nó thứ nhất là nó liên quan đến vấn đề về thẩm mỹ. Đấy thì ví dụ như quý vị anh chị dùng này, chúng ta sẽ có một cái góc bát giác trồi lên bên trên. Đấy trông rất là đẹp. Và cái không gian diện tích để đồ ở phía bên trong này thì chúng ta sẽ không bị mất diện tích. Đấy, bên trong này chúng ta sẽ để được rất nhiều đồ. Đó. Và ở cái tủ bếp này còn một điều lưu ý nữa, đó chính là cái phần không gian đặt cái phần chậu rửa này và cái phần bếp này nó đang hơi bị bất hợp lý. Đấy, do là hiện tại nếu mà như thông thường quý vị anh chị thông thường ấy là cái phần góc bát giác này của chúng ta sẽ để khoảng tầm 63. Nhưng mà cái tủ này thì chúng ta sẽ để bát giác chỉ rơi vào khoảng tầm 58. Tại vì nếu mà chúng ta sẽ để 63 thì cái không gian ở phía bên này thì chúng ta sẽ không để được một cái phần cánh cửa nữa, nó bé quá. Đấy nên khi đó là chúng ta sẽ phải thu nhỏ cái góc bát giác này lại và chúng ta sẽ để mở rộng cái cánh tủ này ra. Đấy phía bên này anh thấy. Thì khi đó là chúng ta mới để được thêm những cái phần cánh tủ để đồ. Đấy tại vì nếu mà trường hợp mà chúng ta sẽ để 58 thì cái ô này nó quá bé thì chúng ta sẽ không phải làm được cánh. Tại vì cái phần không gian cố định là chính là cái phần phần chậu rửa này và cái phần bếp này chúng ta đã để rồi. Thì gần như là cái phần hạng mục của những cái ô giá bát cố định này chúng ta sẽ phải mặc định là sẽ phải chạy giọt xuống dưới cái mặt bàn này luôn. Thì chúng ta sẽ không đẩy nịch đi đâu được, hoặc là phần bếp này cũng thế. Đấy, nên quý vị anh chị lưu ý nếu mà trường hợp mà quý vị anh chị có muốn làm thì quý vị anh chị hãy liên hệ với công ty để công ty có thể thiết kế làm sao cho nó phù hợp nhất. Đấy, từ những cái hình thức này cho tới những cái kích thước làm sao mà chúng ta sẽ không bị mất diện tích. Đấy, ví dụ trường hợp mà khi mà chúng ta đã đổ bàn bê tông rồi thì chúng ta sẽ gần như là chúng ta sẽ không thay đổi được một cái vị trí nào cả. Đấy, qua đó là cái phần không gian của chúng ta nó hoạt động một cách không được tối ưu nhất. Đấy. Đấy, nhưng mà cái tủ bếp này thì sau khi mà công ty đưa vào thiết kế thì nói chung là nó cũng đã đáp ứng được khoảng tầm 99% về cái khối lượng, về cái quy cách mở, về cái diện tích không gian sử dụng được tối ưu lại rồi. Đó. Bên này thì chúng ta cũng vẫn sẽ có những cái phần tầng đợt thôi. Tầng đợt đều sử dụng là lá dày hết. Đấy. Bao chắc bao bền cho quý vị anh chị. Nếu mà nhiều quý vị anh chị cứ nghĩ là tủ nhôm nó rất là yếu, nhưng mà đối với lại những cái dòng tủ nhôm sử dụng là nhôm Moguin này thì rất là chắc chắn, độ dày rất là cao. Và ở phía bên này thì chúng ta vẫn sẽ có thêm được những cái phần ô hút mùi này thôi. Đấy thì bếp này chúng ta đã đặt rồi thì bên công ty cũng sẽ thiết kế làm sao cho nó phù hợp. Đấy thì chúng ta sẽ giặt lên khoảng tầm 50 phân. Đấy thì chúng ta sẽ có những cái nắp hút mùi này nó làm sao cho nó phù hợp. Đấy tại vì hút mùi thì nó phải phụ thuộc vào tùy từng hãng, tùy từng hàng. Tại vì có cái hút mùi nó chỉ rơi vào khoảng tầm 6-5 phân, nhưng mà lại có cái hút mùi 7-5 phân. Còn trung bình hiện tại là cái hút mùi ở Việt Nam của đơn vị Việt Nam thì nó rơi dao động chỉ rơi vào khoảng tầm 700 thôi. Đấy thì chúng ta sẽ để làm sao cho nó hợp lý. Và bên này thì chúng ta cũng vẫn sẽ có những cái tầng đợt thôi. Đấy, quý vị anh chị có thể thấy là tại sao mà quý vị anh chị thấy là có cái cánh sử dụng là cánh chớp, cái lại sử dụng là cánh trơn. Thì để nó tăng thêm cái tính thẩm mỹ thì chúng ta sẽ để làm sao cho nó phù hợp thì chúng ta sẽ để một ô, đó chính là ô tầng lá chớp. Sau đó chúng ta sẽ cách ra một ô là ô lá trơn để làm sao cho nó phù hợp, nó cân đối này. Đấy. À, chúng ta nhìn tổng thể nó sẽ cân đối hơn. Đấy, ô này lại là lá chớp, ô này lại trơn, lại chớp, lại trơn. Đấy, rất là phù hợp. Và tiếp đến ở đây là chúng ta sẽ đến ở đây, đó chính là một cái không gian để chúng ta có thể để được cái tủ lạnh. À, ngay từ thời điểm ban đầu, do đây là một vị trí gia chủ dự kiến là đặt một cái tủ lạnh vào đây. Đấy, nhưng mà sau cái quá trình tư vấn thì công ty cũng đã tư vấn lại là lên để cái tủ lạnh về phía bên góc trái này. Đấy, khi đó là chúng ta sẽ để được những cái tủ lạnh nó to. Đấy, và cái hai là nó không bị trướng. Đấy, nhưng mà khi mà chúng ta để cái tủ lạnh vào đây rồi thì chúng ta chỉ để được cái tủ bé. Thì chúng ta do cái nhu cầu càng ngày càng cao mà, thì chúng ta cần phải sử dụng những cái tủ mà nó cao hơn và nó to hơn. Đấy, nên cái không gian này thì nó sẽ không để được cái tủ lạnh. Đấy nên chúng ta sẽ có ở đây, đó chính là một cái tủ rượu. Tủ rượu này được thiết kế là một tủ rượu 3 tầng. Đấy.
Đấy, chiều cao rất là cao. Đấy, để chúng ta có thể để được những cái bình rượu khoảng tầm 20 lít hoặc là 30 lít cũng đều để được vào trong này hết. Đấy, ba cái tầng đợt này thì để được rất nhiều rượu. Đấy, nó có phần là tăng thêm cái thẩm mỹ của cái tủ đấy. Đấy, chúng ta đứng từ nhìn xa chúng ta có thể nhìn được tổng thể về cái gian tủ này. Đấy, thì nó kết hợp một cách rất là hoàn hảo. Và ở phía bên dưới này thì chúng ta sẽ có thêm được những cái ô tầng đợt. Đấy, chúng ta sẽ có được những cái ô không gian để đồ được rất là nhiều. Đấy, ô này rất là rộng để chúng ta để được rất nhiều đồ. Đấy, thì bây giờ là Hậu sẽ đi một lượt phía bên dưới từ phải sang trái đó. Đây. Đấy, thì chúng ta cũng sẽ để có được những cái ô mở cửa ra. Đấy, do là khu vực dưới này thì gia chủ đã đổ bàn bê tông ngay từ bên đầu. Đấy, thì chúng ta sẽ không thiết kế được nhiều. Bên này thì chúng ta cũng vẫn sẽ có là hai cái ngăn kéo song nồi. Cái ngăn kéo song nồi này nó có tác dụng rất là lớn dành cho căn nhà chúng ta. Tại vì nếu mà trường hợp mà chúng ta không có những cái ngăn kéo song nồi này thì chúng ta sẽ phải mở cửa ra, chúng ta sẽ đặt lên những cái giạt trong đấy. Nhưng mà khi chúng ta mở cửa ra thì nó gây ra tình trạng bất tiện là chúng ta lại phải cúi người xuống và chúng ta phải luồn tay vào bên trong thì chúng ta mới lấy được xong nồi. Nhưng mà đối với lại những cái giá này, chúng ta chỉ cần việc kéo ra. Đấy, là chúng ta sẽ để được những cái xong nồi vào phía bên trên này thì chúng ta sẽ không phải cúi hoặc là chui vào phía bên trong để chúng ta lấy. Đấy, kể cả như những cái ngăn bên dưới cũng thế. Cái giá xong nồi này chúng ta sẽ để được bát và chúng ta sẽ để được thêm những cái đũa vào trong này. Đấy, những cái bát đũa chúng ta ít sử dụng. Đó. Đấy, phía bên dưới này cũng thế thôi. Chúng ta chỉ phải được việc kéo ra và chúng ta nhấc lên, không phải cúi vào bên trong này để lấy đồ nữa. Đấy, ưu điểm rất là hay mà tiện sử dụng. Đấy, đẩy vào này, tự kéo lại luôn. Đó, rất là thông minh. Và ở phía bên này thì chúng ta sẽ có thêm ở đây, đó chính là một cái ngăn kéo giao thớt. Đấy, ngăn kéo giao thớt này thì chúng ta sẽ để được rất là nhiều đồ đạc. Để những cái thớt này, cái dao này, hoặc là những cái đũa mà chúng ta ít sử dụng thì chúng ta sẽ bỏ vào phía bên trong này. Đấy, đều được sử dụng toàn bộ là những cái bản lề, những cái dây ngăn kéo giảm chấn. Đấy, tự kéo lại, rất là thông minh. Bên này thì chúng ta sẽ có được những cái ô mặt bếp thôi. Đấy, phía bên dưới này do là chúng ta đang để những cái phần phụ kiện của cái bồn rửa cũng như những cái máy lọc nước thì chúng ta sẽ không chia được tầng đợt vào phía trong này. Đó, toàn bộ bản lề là sử dụng là bản lề hơi giảm chấn. Đấy, giúp cái cánh tủ của chúng ta được mở đóng một cách rất là êm ái, không gây tiếng động. Đó, rất là thông minh. Đấy, thì do căn bếp này thì hiện tại là chú đang thiết kế đổ bàn bê tông. Đấy, nếu mà như chú biết từ ngay từ ban đầu thì chú cũng đã đóng thùng nguyên khối rồi. Tại vì đóng thùng nguyên khối thì nó giải quyết được cái phần không gian cũng như về cái phần tỷ lệ chúng ta nó được sạch sẽ nhất, nó không bị chạm lên. Đấy, không bị no về cái vấn đề về tình trạng là gọi là bị chia nệch tỷ lệ. Đó, và vừa rồi là Hậu đã giới thiệu cho quý vị anh chị ở đây. Đó chính là một bộ tủ bếp sử dụng là nhôm Owin Luxury màu vân gỗ chắc. Đó, và quý vị anh chị nào đang có nhu cầu muốn thi công cũng như gia công thành phẩm hoặc là cung cấp thanh nhôm cũng như thiết kế những cái hệ thống bếp thì quý vị anh chị hãy liên hệ với hệ số hotline phía bên dưới màn hình. Đấy, qua đó là quý vị anh chị sẽ được đội ngũ cán bộ nhân viên công ty tư vấn làm sao một cách có tâm có tầm để chúng ta xứng đáng được sử dụng những cái không gian bếp hoàn hảo. Và quý vị anh chị thấy video này hay và hữu ích thì hãy cho em Hậu một lượt like và một lượt đăng ký để sắp tới là quý vị anh chị sẽ được đón nhận nhiều những cái sản phẩm cao cấp về tủ nhôm, về nhiều mẫu mã này, về tủ cũng như về cửa đó. Và em Hậu hẹn gặp quý vị anh chị ở những video tiếp theo.